Bạn dùng khoản tiền ấy để thỉnh đầy đủ sách đọc. Nếu mọi người có thể đua nhau thực hiện chuyện này mạnh mẽ, thì thế đạo nhân tâm sẽ tự nhiên thuận thiện, thiên tai nhân họa không cách chi xảy ra được. Đây quả thật là sách lược tối thượng, vì nước, vì dân, vì xã hội, vì gia đình vậy. Nguyện những người thấy nghe đều cùng khởi lòng. 31. Trời khởi của trọ niệm vãng sanh xã, tại trấn Cấp Tân, Hải Môn, Nam Dân Quốc 20, 1931. Mỗi một tài một nghề trong thế gian đều phải do mọi người giúp đỡ thì mới có thành tựu. Vì thế nói, bách công cư tứ dĩ thành kỳ sự, quân tử học dĩ trí kỳ đạo. Trăm thọ sống ở xưởng thọ để nghề nghiệp được thành, quân tử học để thấu hiểu đạo. Pháp thế gian còn như thế, sao riêng pháp xuất thế gian lại chẳng giống như vậy cho được? Phải biết tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp, thích hợp khắp ba căn, thầu nhiếp trọn vẹn loại căn lẫn độ căn, đẳng giác Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài, mà phàm phu nghịch ác cũng có thể dựa vào trong ấy. Hết thảy pháp môn chẳng đạt đến mức nghiệp tận tình không, sẽ chẳng thể liễu sanh thoát tử được, vì chỉ cậy vào tự lực cho nên khó khăn. Pháp môn niệm Phật nếu đầy đủ lòng tin chân thành nguyện thiết tha sẽ liền có thể siêu phàm nhập thánh, bởi chuyên cậy vào Phật lực cho nên dễ dàng. Để được vãng sanh thì sẽ đạt được lợi ích cao siêu hơn những người nghiệp tận tình không nhiều lắm. Pháp môn này bất luận già trẻ trai gái sang hèn trí ngu sĩ nông công thương tại gia xuất gia đều nên tu trì, chẳng những không trở ngại hết thảy nghề nghiệp mà còn có thể giúp cho hết thảy nghề nghiệp dễ thành tựu. Phàm là người niệm Phật ắt phải chăm chú giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận dứt lòng tà giữ lòng thành, được làm các điều ác vâng giữ các điều lành. Thật sự vì sanh từ phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện kiên quyết cầu sanh Tây Phương, dùng những điều ấy để tự hành. Lại còn đem dạy người khác, trong là gia đình quyến thuộc, ngoài là xóm giềng bầu bạn, đều cùng tu pháp này, cùng cầu vãng sanh. Công đức ấy há thể diễn tả được ư? Vì thế ông Thành Huệ Dân và các cư sĩ tổ chức chợ niệm vãng sanh xã. Vũ Thành Miếu, tại Vũ Thành Miếu trong trấn của họ, mỗi tháng đúng kỳ đến đấy niệm Phật, niệm xong giảng nói lợi ích của pháp môn niệm Phật và cách thức tu trì, cũng như biện pháp trợ niệm lúc lâm chung, và những ai tham dự trợ niệm xã đều nên hành theo đó. Hễ có xã hữu hoặc không phải xã hữu thì đến nhà trợ niệm, đều nên vận dụng đại bồ đề tâm vốn có, khai thị hướng dẫn bệnh nhân và quyến thuộc của người ấy, để ai nấy đều y theo Phật Pháp, đừng thuận theo thói phàm. Khai thị xong mọi người cùng nhất tâm niệm Phật để mong cho người mất vãng sanh, về thẳng Tây Phương mới thôi. Thành tựu người khác vãng sanh thì đến khi chính mình lâm chung ắt sẽ có người khác thành tựu sự vãng sanh cho chính mình. Đừng cho chuyện ấy là không quan hệ rồi coi thường. Đối với những đạo hữu niệm Phật cùng một chọn niệm xã, trong lúc bình thường hãy nên nói với người trong nhà về lợi ích do chọn niệm khi lâm chung, cũng như những họa hại do tắm rửa thay áo sẵn hoặc đối trước người sắp mất khóc lóc. Hãy nên thỉnh một cuốn Rước Trung Tân Lương cho họ đọc để họ biết tường tận, để rồi đến khi cha mẹ hoặc các quyến thuộc khác sắp mạng chung, quyến thuộc trong nhà sẽ cùng nhau vì người ấy niệm Phật, khiến cho tâm người sắp mất ấy giữ được chánh niệm theo Phật vãng sanh, cũng như thỉnh xã hữu trợ niệm cho người sắp mất ấy. Lúc ấy là lúc ngàn cân treo sợi tóc, quan hệ rất lớn. Hãy nên đem những chi phí ma chay cúng tế rỗng tuếch hoa mỹ dùng vào lúc ấy. Hãy biến tấm lòng buồn đau tận hiếu chân thành trở thành cái tâm vì cha mẹ niệm Phật, lại còn bảo quyến thuộc đều nghe theo lời chỉ dạy của xã hữu, đừng khước hư theo tập tục kẻo làm hỏng đại sự. Mạnh Tử nói, dưỡng sanh giả bất túc dĩ đương đại sự, duy tống tử khả dĩ đương đại sự. Huống chi lúc lâm chung dùng niệm Phật để tương trợ thì chánh niệm rạng rỡ theo Phật vãng sanh, thành tựu cho cha mẹ được vãng sanh, tức là thành tựu cho cha mẹ thành Phật. Phàm thành Phật sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh, chuyện tận hiếu trong thế gian há có lớn hơn điều này được chăng? Do vậy hãy nên cạn kiệt tấm lòng thành của ta mà tận lực giúp đỡ. Nếu cứ khư khư theo tập tục chẳng coi trọng việc thành tựu chánh niệm hoặc tắm rửa thay quần áo sẵn, do bị đụng chạm tâm người sắp mất dễ bị nhiễu động, có thể bị đau đớn ắt sanh lòng giận bực. Nếu khóc lóc người ấy ắt sanh lòng bi luyến, đã loạn động thì chánh niệm bị mất, không cách gì vãng sanh được. Thế nóng giận sẽ có thể đọa trong các loài độc trùng, mà mến luyến cũng thuộc về căn bản sanh tử. Còn người nếu không bị bệnh cuồng, ai nỡ vì chọn hết lòng ngu thành tận hiếu
mà phá hoại trách nhiệm của cha mẹ, khiến cho họ đánh mất lợi ích lớn lao, liễu sanh ra tử, hòng được thành Phật, đến nỗi chịu sự khổ lớn lao, đọa lạc trong tam đồ ác đạo, thường bị luân hồi nhiều kiếp ư? Thực hiện lòng hiếu kiểu đó khác gì lão sát nữ yêu người đâu. Là sát nữ bảo người bị nó ăn thịt, ta yêu người nên ăn thịt người. Nguyện hết thảy những người con hiếu cháu hiền và những quyến thuộc nhân từ hãy cùng tùy thuận cái tâm độ chúng sanh của Đức Phật. Đừng yêu thương giống như la sát nữ thì người khác, người thác lẫn kẻ sống đều được lợi ích lớn lao vậy. 32 duyên khởi của Xí Lô Liên Xã, năm Dân Quốc 24, 1935. Đức Đại Giác Thế Tôn thương xót chúng sanh do mê ngộ diệu tâm vốn có mà luân hồi sanh tử, bèn thị hiện giáng sanh trong thế gian thành đẳng chánh giác, tùy thuận căn cơ của chúng sanh nói đủ mọi pháp, tùy đại tiểu thiên viên bất đồng, quyền thật đốn tiệm mỗi pháp nhưng đều nhằm làm cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật, rốt ráo thành Phật mà thôi. Nhưng chúng sanh căn cơ có lớn hoặc nhỏ, mê có cạn hoặc sâu nên chẳng thể thỏa thích bổn hoài của Phật ngay được. Lại do chúng sanh đầy mạt nghiệp, chướng sầu dày, trí huệ cạn mỏng, thọ mạng ngắn ngủi, tri thức hiếm hoi, nếu không cậy vào Phật lực, khó thể liễu thoát trong đời này. Do vậy đặc biệt mở ra một pháp môn tịnh độ nhiếp trọn sơ trung hậu, độ khắp ba căn cơ thượng trung hạ, để những vị đã chứng pháp thân sẽ mau thành Phật đạo, kẻ chưa đoạn phiền hoặc cũng thoát luân hồi, lợi ích ấy vượt trội hết thầy, giáo pháp trong cả một đời. Bởi lẽ một đằng trông cậy vào tự lực, một đằng kiêm nương vào Phật lực. Ví như gã thỏ suốt ngày chỉ đi được mấy dặm, nếu cưỡi luân bảo của Chuyển Luân Thánh Vương sẽ trong một ngày đến khắp bốn châu. Vì thế pháp này được chín giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh đều xiển dương, muôn luận đều tuyên nói. Bởi pháp này là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thầy chư Phật trên thành Phật đạo, xây hóa độ chúng sanh. Xét từ khi đại giáo được chuyển sang phương Đông, Viễn Công mở liên xã đầu tiên, khi ấy bậc cao tăng đại nho dự vào hội cả 123 người. Từ đấy về sau, đời nào cũng có cao nhân tục diện chuyển đăng chuyển khắp trong ngoài nước. Đại pháp của Đức Như Lai có năm thứ là luật giáo tông mật tịnh, nhưng chỉ có một pháp tịnh độ là tu trì dễ dàng nhất. Thành tựu dễ dàng nhất là chỗ quy túc của luật giáo tông mật. Vì thế các vị thiện tri thức luật giáo tông mật xưa nay đều chăm chú ngầm tu, rất nhiều vị cực lực hoằng dương công khai pháp này chân tục viên dung, vừa khế cơ vừa khế lý, chẳng những vì người học đạo lập ra một môn mầu nhiệm để thoát luân hồi, mà thật ra còn là đạo trọng yếu để người cai trị đất nước ngồi hưởng thái bình. Do đó vãng thánh tiền hiền bậc thông suốt, người trí sáng đều cùng tu trì, như mọi ngôi sao trở về bắt đầu, như các dòng nước xuôi về biển đông. Gần đây lòng người thua kém thuở xưa, bỏ gốc chạy theo ngọn gió âu, dần dần thổi sang phương đông, con người đua nhau chuộng duy tân, tranh thành giành đất, tàn sát lẫn nhau, thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, vận nước nguy ngập, dân công lẽ sống. Những người có tâm lo cho thế đạo nhân tâm thấy hiện tượng ấy, sợ đạo làm người gần như dẹp mất, đua nhau lập cách vãn hồi. Do vậy các nơi đều lập tịnh nghiệp xã, cư sĩ lầm đề xướng Phật học, hồng nêu tỏ nhân quả ba đời, chỉ ra sự luân hồi trong sáu nẻo, tỏ lộ Phật tánh chân thường, tán dương tịnh độ các siêu thủ thắng, khiến cho hết thảy mọi người vâng giữ tám đức, hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ, hành tám sự cách vật trí chi, thành ý chánh tâm, tu thân tẻ gia trị quốc bình thiên hạ, đều phải ngăn lòng giận, dứt lòng ham muốn, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, để làm người hiền người lành trong thế gian. Phát Bồ Đề Tâm tự hành, dạy người tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để đến khi lâm chung Phật và Thánh chúng đích thân đến tiếp dẫn cho người ấy được vãng sanh, hồng thành bậc thượng thiện nhân xuất thế gian. Đây chính là đại ý các nơi thành lập tịnh nghiệp xã mà cư sĩ lâm vậy. Tổ Chầu vốn là xứ Phật giáo hưng thịnh từ xưa đến nay, cố nhiên có nhiều người túc căn sâu dày, dù bị ngoại đạo lúc lạc bước lầm vào ngõ rẽ, chẳng mấy chốc lại quay về đường chánh. Cư sĩ Đào Tung Kiều dám lập ẩn bần hội để trầu cấp cứu giúp dân nghèo, chính là ban bố lòng từ trên phương diện sắc thân. Nay lại lôi kéo hai cư sĩ Trần Y Nhân và Châu Lương Tế mở Xí Lô Liên Xã nhằm để xướng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu kẻ mê trái quê cũ,
trận chẳng có tư lương để trả về sẽ đều được đầy đủ tư lương. Đấy chính là lo lắng cho phương diện huệ mạng vậy. Nhưng đạo của Lô Sơn ai có thể nối tiếp dấu tích được, chỉ đành ngưỡng mộ dõi theo mà thôi. Thì cũng chẳng thẹn là đồ đệ của Lô Sơn, vì thế đặt tên là Xí Lô, ngóng theo Lô Sơn lên xã. Họ cậy quang viết duyên khởi để phô tỏ ý nghĩa ẩn kín, vì thế mới giải dòng một phen, mong sao người thấy nha và các liên xã và các xã viên biết rõ ý nghĩa đạo sẵn có ngay nơi tự tâm, phát để tu chân trong cõi tục, dùng niệm Phật để hộ quốc ngầm tu mà giúp đời vậy. Bà duyên khởi của Phước Châu Phật học Đồ Thư Quán Thư Viện Phật học Phước Châu, năm Dân Quốc 27, 1938. Phật là giác, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn thì mới gọi là Phật, tức là hết sạch phiền hoặc, phước huệ trọn đủ, ngũ uẩn đều không, chứng triệt đề ba đức. Là danh hiệu cao đẹp của bậc thánh trong các thánh, trời trong chư thiên. Là danh hiệu chung của mười phương ba đời hết thảy chư Phật Thích Ca Mâu Ni, chính là tên riêng của đấng giáo chủ cõi Sa Bà. Tiếng Phạn Thích Ca Mâu Ni, cõi này dịch là năng nhân tịch mặc. Năng nhân nghĩa là rộng độ chúng sanh, tịch mặc là triệt chứng tự tánh. Học là bắt chước theo, tức là tùy phần tùy sức tu hành theo lời dạy. Đã tu hành theo lời dạy, sao lại nói tùy phần tùy sức? Là vì Đức Phật thuyết pháp tùy theo căn tánh của chúng sanh. Do căn tánh chẳng chỉ có một, nên tùy theo sự hiểu biết, khả năng của họ mà nói pháp thích hợp. Tùy theo căn cơ ban bố giáo pháp, đối bệnh cho thuốc, sao cho giáo pháp phù hợp căn cơ, khiến cho ai nấy đều được lợi ích. Dạy chúng sanh chìm đắm trong biển khổ sanh tử, quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng để làm chỗ nương tựa, dạy họ giữ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, dạy họ tu thập thiện. Đối với ba điều nơi thân, bốn điều nơi miệng, ba điều nơi ý, đều dạy dứt ác làm lành, tức là thân chẳng làm chuyện giết trộm dâm, miệng chẳng nói dối, nói thêu dệt, nói đôi chiều, nói ác độc, ý chẳng khởi ý niệm tham dục, nóng giận ngu si. Ngu si nghĩa là không tin nhân quả, nói ra những lời tà kiến như làm lành, làm ác chẳng có báo ứng, con người chết đi thần hồn diệt mất, không có đời sau, vân vân. Lại còn gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, khuyên bạn bè hiếu thiện sửa lỗi, chủ giữ lòng nhân, tớ giữ lòng chung, mỗi mỗi đều giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành. Đấy chính là pháp nhân thừa, tu theo pháp này sẽ đời đời làm người. Nhân thừa là căn bản của thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa, như đắp nền đất vững vàng, có thể tùy ý xây dựng lầu cao. Thiên thừa thì ngoài ngũ giới thập thiện ra, còn tu thêm các thứ thiền định để sanh vào các cõi trời lục dục, tứ thiền, tứ không, vân vân. Nhân thừa lẫn thiên thừa đều chẳng phải là pháp liễu sanh tử. Thanh văn thừa thì y theo giới định huệ, tu pháp tứ đế để liễu sanh tử. Duyên giác thừa thì y theo giới định huệ, quan sát hai môn lưu chuyển và hoàn diệt của thập nhị nhân duyên, hỏng liễu sanh tử. Bồ Tát thừa thì y theo giới định huệ tu lục độ vạn hạnh, giới hóa độ chúng sanh, để mong trên là thành Phật đạo. Nhưng pháp ba thừa này đều thuộc vào pháp phổ thông, cậy vào tự lực. Người tối thượng thượng căn mới có thể liễu sanh tử ngay trong đời này, dẫu khi Phật đang còn tại thế, cũng là trong người mới có được một. Nếu như hiện thời, e rằng cả thế giới cũng không có được một hai người. Nhưng do tâm đại từ bi, Đức Phật biết trước chúng sanh đời sau không có kẻ nào cậy vào tự lực về liễu sanh tử ngay trong đời này được, bèn mở riêng một pháp môn đặc biệt là tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bất luận già trẻ trai gái sang hèn trí ngu, sĩ nông công thương, công chức quân nhân, giới giáo dục, học thuật, tại gia xuất gia, thượng thánh hạ phàm, đều trong đời này cậy vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương và vô sát đất đới nghiệp vãng sanh. Đã vãng sanh Tây Phương, ba thứ hoặc nghiệp khổ thảy đều tiêu diệt, vì như mảnh tuyết rớt vào lò to, chưa đến nơi đã tan mất. Hàng nhị thừa đã liễu sanh tử và quyền vị Bồ Tát vãng sanh sẽ mau chứng vô sanh pháp nhẫn. Bậc pháp thân đại sĩ đã chứng vô sanh mà vãng sanh sẽ mau chứng Phật quả. Hết thảy các pháp đại thừa tiểu thừa do Đức Thế Tôn đã nói trong cả một đời đều cậy vào tự lực, cho nên khó khăn chỉ có một pháp này hoàn toàn cậy vào sức từ bi thệ nguyện nhiếp thọ của A Di Đà Phật và sức tín nguyện thành khẩn ước niệm của hành nhân, nên được cảm ứng đạo giao, giải quyết xong xuôi ngay trong một đời này.
Nhưng đã muốn vãng sanh Tây Phương thì phải nghĩ hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Nghĩ báo ân ấy sẽ cảm thấy mến tiếc che chở, chẳng dám giết ăn, thấy hết thảy những người cùng hàng và các quỷ thần cùng với hy chim thú côn trùng đều tâm niệm nói dạy bọn họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu như ba nghiệp thanh tịnh giữ vẹn luân thường trọn hết bổn phận, đem pháp môn tịnh độ khuyên lơn thì người ta sẽ nhìn theo bắt chước nhau làm lành, ắt sẽ có hy vọng thay đổi cảm hóa ngấm ngầm, khiến cho phong tục tốt đẹp thuần hậu. Người đời chưa đọc kinh Phật chẳng biết Phật suy tính sâu xa để hóa độ chúng sanh, thấy bọn Hàn Âu Trình Châu báng Phật liền tự mình gánh lấy trách nhiệm để các điều tránh của trách thói tà. Người ta nói sao mình cũng bảo vậy, thốt lời khinh miệt phỉ báng cho sướng miệng. Chẳng biết bọn Hàn Âu hoàn toàn chưa từng đọc kinh Phật. Lý luận về đạo Phật của họ Hàn vốn chỉ có hai chữ tịch diệt là từ ngữ trong Phật Pháp, còn những từ ngữ khác đều là lời lẽ của Lão Tử Trang Tử. Về sau do Thiền sư Đại Điên khơi gợi, hướng dẫn Hàn Dũ mới không báng Phật nữa. Họ Âu chỉ đề cao họ Hàn. Căn cứ để ông ta báng Phật là do sự cai trị của nhà vua đã suy vi, đạo nhân, nghĩa, không ai đề xướng nên Phật thừa cơ xâm nhập. Nếu như ông ta hiểu biết đạo giúp đời độ sanh do Đức Phật tùy thuận cơ nghi mà lập như đã nói trong Phật trước, ắt chẳng đến nỗi coi Phật là họa hoạn của Trung Quốc để rồi muốn xua quét đi. Họ Âu đề xướng như thế, kẻ học đạo nho coi họ Âu như tông sư đều bắt chước bài bác Phật giống như vậy. Đại sư Minh Giáo muốn cứu vãn thói tệ ấy, soạn phụ giáo biên dâng lên Hoàng đế Tống Nhân Tông. Nhân Tông đưa cho Hàn Ngụy Công xem, ông Hàn đưa cho họ Âu xem. Họ Âu kinh ngạc nói, chẳng ngờ trong tăng chúng lại có người như vậy, sáng mai sẽ gặp mặt một phen. Ngày hôm sau, ông Hàn đưa Minh Giáo đến gặp, bàn luận thông suốt trọn một ngày. Từ đấy họ Âu chẳng còn báng Phật nữa. Hàng môn hạ của Âu Dương Tu tiếp nhận giáo huấn của ngài Minh Giáo, đa số đều cực lực học Phật. Họ Trình, họ Châu đọc kinh Đại Thừa nhà Phật, thân cận Thiện Tri Thức Thiền Tông, biết được những nghĩa toàn sự chính là lý trong kinh và pháp gì chuyện gì cũng quy về tự tâm của tông môn, liền tưởng mình đã lãnh hội lớn lao, chứ thật ra chưa hề đọc trọn các kinh Đại Thừa Tiểu Thừa và thân cận tri thức các tông. Bèn chấp lý phế sự, bác không nhân quả, bảo Đức Phật nói ra nhân quả ba đời luân hồi sáu đường để làm căn cứ gạt gẫm ngu phu ngu phụ sùng phụng giáo pháp của ngài, chứ thật ra chẳng có chuyện ấy. Lại còn nói, con người chết đi hình hài đã mục nát thì thần hồn cũng phiêu tán, dẫu có chém chặt xay giã sẽ thi thố vào đâu, thần hồn đã phiêu tán lấy ai để thác sanh. Do vậy kẻ ác mặc lòng tạo nghiệp, người lành cũng khó gắng sức làm lành. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Như Lai độ chúng sanh, mà họ bảo là không có thật, khiến cho những kẻ học đời sau đều chẳng dám nói đến nhân quả, chỉ lấy chánh tâm thành ý để làm gốc cho tu thân để ra trị quốc bình thiên hạ. Nhưng nhân quả chính là cái khiến cho người lành chẳng thể không chánh tâm thành ý, kẻ ác chẳng dám không chánh tâm thành ý. Đã không nói đến nhân quả thì pháp trị quốc trị gia trị thân trị tâm chỉ là lời suông, chẳng có lợi ích thật sự. Mấy trăm năm qua vẫn còn duy trì được là nhờ phong thái lẫn sự cai trị tốt đẹp của bậc đại nhân thời cổ còn chưa bị hoàn toàn diệt mất. Gần đây những kẻ phế bỏ đường lối cũ đua nhau đề cao duy tân, tranh thành giành đất, tàn sát lẫn nhau, cậy mạnh nuốt yếu, ươm thành đại kiếp đều do nho sĩ trong cả nước chẳng dám nói đến nhân quả, sợ bị người khác công kích mình đã trái nghịch tiên hiền. Hơn nữa, nếu kẻ nào có chút thành tựu sẽ được dự vào văn miếu, nếu nói đến nhân quả sẽ bị người khác coi là nịnh Phật rồi ngăn trở, nên coi việc nói đến nhân quả là điều phải tránh né. Do vậy bèn phát sanh đại loạn từ xưa đến nay chưa hề có. Nếu gia đình, nhà trường, xã hội đều giảng nhân quả, chắc chắn chẳng đến nỗi loạn lạc cùng cực như thế. Vào thuở ấy, Trình Châu sợ Phật giáo hưng thịnh thì nho giáo sẽ suy tàn, nên mới bài báng bằng cái tâm mê muội trái lý ấy hòng bảo vệ nho giáo. Thảm trạng tranh chấp tàn sát lẫn nhau nhiều năm không dứt quả thật chưa hề thấy. Đó gọi là nhân vô viễn lự tất hữu cận yêu, người không lo xa ắt có buồn gần. Bọn họ sợ rằng nếu không báng Phật, nho sĩ sẽ đều học theo Phật hết. Chẳng biết nếu nhà nho học Phật thì nho giáo sẽ càng thêm hưng thịnh. Nghĩa lý này đã được trình bày tường tận trong bài viết nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín qua cuốn Hành Dương Nhật Khóa của Lâm Văn Trung Công.
Bài viết ấy sẽ được sao chép riêng để những nhà nho nơi quý địa được mở rộng tầm mắt, có chỗ nương theo. Đời đã loạn đến cùng cực, những vị nghĩ đến phương cách bình trị đều cùng đề xướng Phật học, để sao cho ai nấy đều hiểu rõ nhân quả, biết tội phước, hồi tâm hướng thiện, vãn hồi kiếp vận, để dân được sống yên. Các vị cư sĩ như Lạc Hành Đoàn, vân vân, tính lập ra Phật học Đổ Thư Quán. Cậy tôi viết lời trần thuật chuyên khỏi, học nêu tỏ chỉ thú giúp đời độ sanh của Phật giáo. Do vậy tôi bèn viết bài này cho xong trách nhiệm. Bà Từ duyên khỏi quyền mộ, tu Bồ Tát báo ân, chùa báo ân Tô Châu. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Đó gọi là chánh nhân thuộc về tánh đức, cũng còn gọi là bổn giác. Tuy có chánh nhân nhưng nếu chẳng nghe Phật pháp, sẽ như đồ báu trong kho, như viên châu buộc trong chéo áo, do không biết nên phải oan uổng chịu bần cùng. Đã được nghe Phật pháp, biết Phật là vị Phật đã thành, ta và hết thảy chúng sanh đều là những vị Phật chưa thành. Từ đấy tu giới định huệ, đoạn tham sân si, bỏ vọng về với chân, trái trần hiệp giác, đấy gọi là duyên nhân. Thuộc về tu đức cũng gọi là thì giác vậy. Cùng tu đức sâu thì tánh đức hiển lộ, mới biết từ xưa đến nay, đã đương theo sức của chánh nhân Phật tánh ấy, để làm đủ mọi chuyện trái nghịch tánh, chịu đủ mọi nỗi khổ huyễn vọng, giống như trong nhà tối, đụng phải của báu đâm ra bị tổn thương. Này đã đích thân thấy được Phật tánh sẵn có, thì cái gốc cũ chẳng mất mà Phật tánh mới giác ngộ hiện thời cũng chẳng được. Toàn vọng chính là chân, toàn tu chính là tánh. Đấy gọi là liễu nhân, chính là tánh và tu dung hợp thì bổn hợp nhất vậy. Phạm hết thảy những pháp môn đại tiểu quyền thật do Đức Phật đã nói, không môn nào chẳng nhằm làm cho chúng sanh đích thân chứng được điều này mà thôi. Nhưng căn cơ chúng sanh có lợi độ, chức Phật có, chức phận có thân sơ, nên có thể tạo lợi ích rộng khắp được. Vì thế dùng chuyện tạo dựng tháp miếu, pháp tướng trang nghiêm, võ trương đánh khánh, giơ nắm tay, dựng đứng cây phát trần để tạo duyên phát khởi giúp cho người khác nhập đạo. Ở mỗi chỗ cư dân đông đảo, cổ nhân xây dựng đại tháp miếu, có sao người thấy nghe sẽ gieo được hạt giống Phật vào trong tám thước biển, sau này ắt sẽ đích thân chứng được giác đạo, chứ không phải chỉ để tạo cảnh tráng lệ, hòng nghiền ngắm cho sướng mắt. Chùa Báo Ân ở Tô Châu do vua nước Ngô thời Tam Quốc là Tôn Quyền xây dựng để báo ân mẹ, vốn có tên là chùa Thông Huyền. Đến năm Đại Thông thứ tư 530 đại Lương Vũ Đế, chùa được trùng tu, vị tăng tên Chánh Huệ đập tháp báu 11 tầng hết sức trang nghiêm. Khi Tùy Văn Đế thay nhà Trần làm chủ Giang Sơn, chùa bị huyện lệnh đất Ngô là Tôn Phan phế bỏ. Đầu đầy đường vị tăng tên Huệ Quân xây dựng lại năm Khai Nguyên 26 738, đầy đường Huyền Tông vua xuống chiếu mỗi châu quận trong thiên hạ lập một ngôi chùa lớn để tên là Khai Nguyên. Chùa bèn được đổi tên là Khai Nguyên Tự, trong chùa có tượng Huyền Tông bằng đồng thép vàng. Trong niên hiệu Đại Thuận 890-891 thời Đường Chiêu Tông, chùa bị tên giặc ở Hoài Tây là Tôn Nho đốt cháy rụi. Năm Đồng Quang thứ 3 925, nhà hậu đường Ngô Việt Vương Tiền Liêu dựng chùa Khai Nguyên khác ở bên cạnh chùa Thụy Quang phía trong bản môn. Vì trong năm Kiến Hưng Nguyên Niên 313 đời Tân Tấn Mẫn Đế, hai tượng Phật bằng đá từ biển trôi tấp vào, được xây điện thờ bằng gạch, không có dùi kèo để thờ. Từ đầy đường Hy Tông, Ngô Việt Vương Tiền Liêu đã chinh phạt Hoàng Sào, dẹp tan Đổng Xương, tận chung với nhà Đường được phong vương vào thời Chiêu Tông, cai quản xứ Ngô Việt, đạo pháp hưng thịnh lớn lao. Thời Ngũ Đại chỉ có xứ Ngô Việt là yên ổn nhất, do mấy đời vua đều tin Phật, chọn không cai trị hà khắc. Đến năm Thái Bình Hưng Quốc thứ ba, đại Tống Thái Tông Ngô Việt Vương hiến hết khu vực cai quản cho nhà Tống. Trong 890 năm ấy, đối với Phật hay đối với Nho đều có quan hệ lớn lao không gì hơn được. Trong niên hiệu Hiển Đức 954-960, nhà Châu thời Ngũ Đại tại nền cũ của chùa Khai Nguyên Tiền Vương đã xây lại chùa, rời biển ngạch của chùa Báo Ân từ núi Chi Hình về đấy. Đấy là nguồn gốc của tên chùa Báo Ân vậy. Đến niên hiệu Nguyên Phong 1078-1085, đời Tống Thần Tông chúng tu chùa Tháp Tô Đông Pha bỏ ra con rùa đồng để chứa xá lợi. Từ đấy có lúc hưng lúc suy lắm phen. Đầu đời Vạn Lịch nhà Minh, chùa Tháp lại bị cháy rụi do vị tăng là Tánh Nguyệt đảm nhiệm trùng hưng. Đến khi vị tăng tên Như Kim đến đây, sư Tánh Nguyệt liền giao phó lại cho Như Kim.
Dường như Kim nói rộng về nhân quả, hiện hiện đại thần lực, khiến cho đàn việc tín thí tụ tập như mây nhóm, dốc hết công sức suốt 9 năm trời. Năm Khang Hy thứ năm 1666 đời Thanh, Pháp sư Nhất Nguyên muốn trùng tu, gặp đúng dịp Thái Phó Kim Văn Thông Công cáo lão hủy hưu, do vậy bèn khuyên dụ để sướng trùng tu, khiến cho chùa có quy mô lớn hơn trước. Năm Đạo Quang 16, 1836, vị thân sĩ trong ấp là Phan Mai Khê tự mình bỏ ra một khoản tiền lớn để sửa sang như mới. Năm Quang Tự 24, 1898, lão Pháp sư Mẫn Hy đến đất Tô, thân sĩ trong ấp do thấy tháp chùa Báo Ân đã hư sụp, muốn cậy vào đức độ danh tiếng của lão Pháp sư để khôi phục, bèn thỉnh ngài làm trụ trì. Pháp sư bằng lòng, nhưng chưa kịp khởi công đã viên tịch. Pháp Đồ là sư Vịnh Hà, cực lực đảm đương, lệnh Đồ Tôn là sư Chiêu Tam giúp sức. Ông cháu hai người dốc cạn sức lực trông nom đốc thúc mới khởi công được nửa năm. Sư Vịnh Hà mất, khi ấy là năm Quang Tự 31, 1905. Sư Chiêu Tam kế nghiệp làm trụ trì, nhọc nhằn lo toan cho tới năm sau. Ngôi tháp 9 tầng và các điện đường đều được hoàn chỉnh, cho đến bây giờ đã hơn 30 năm. Mưa gió vùi dập, gỗ mục ngói vỡ, trung tuần tháng 5 năm nay, góc cạnh của tầng thứ 8 nơi đỉnh tháp đột nhiên bị sụt lở, từ trên xuống dưới tầng nào cũng bị hư hoại. Nếu chẳng cấp tốc tu bổ, sau này sẽ khó thể nào duy trì được. Cụ Chiêu Tam cầm tự chí đến cho Bất Huệ xem và kể lể tình trạng hiện thời, tính quyên mộ để sửa chữa. Cậy Bất Huệ soạn một bài văn thuật chuyên khởi, khẩn cầu mười phương tể quan trường già, hàng thiện tín vân vân, phát bồ đề tâm, hành phương tiện sự, bỏ tiền của chẳng bền chắc để vun bồi, phước đức vô tận, sẽ thấy Phật trời che chở như mây nhóm. Điều tốt lành đua nhau xảy đến, giàu thọ khỏe mạnh, bình yên, thân hiện tại hưởng năm thứ phước, như cơ tử đáp luận, quế lan, xung xuê, hậu xệ hưởng chắc điều tốt lành, như trong bài giáo huấn của Y Doãn.